Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Cuối tuần lại đến và mình xin chúc tất cả mọi người có những ngày nghỉ cùng người thân và bạn bè thật tràn đầy sức khỏe. Và nhân phẩm thì luôn ngút trời để lượm về mấy cái top 1 nhé. Kể từ phiên bản 11.11, binh đoàn Thây Ma được gia tăng cực kỳ nhiều sức mạnh khi Saiyan giờ đây khỏe hơn, đánh đau hơn trước. Kèm theo đấy là meta Slow Roll ở tầm chết 6 hay 7 như tiếp sức cho Thây Ma vào giữa game được mạnh hơn bao giờ hết. Và thế là hệ quả một lobby 3 hay 4 ông chơi Thây Ma Âu cũng chả có lạ lẫm gì nữa. Cơ mà chơi chung bài là một chuyện, làm cách nào để vừa cùng chơi Thây Ma vừa không phải tranh giành chủ lực với đối phương lại là câu chuyện khác. Sự thật là những ông chơi Thây Ma bị out top hầu hết đều là do cùng đâm đầu chơi chung một chủ lực nào đấy. Chứ bản chất Thây Ma đều có thể giữ ở mức 2 sao trong mỗi quân cờ, nên không có vấn đề gì nếu anh em chung đụng với nhau đâu. Thế nên ngày hôm nay hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm điểm qua top 4 đội hình tốt nhất khi sử dụng Thây Ma để cho các cầu thủ còn quay xe cho kịp nếu có bị KS cờ nhá. Bắt đầu thôi. Cà Phê Nhân Phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Đội hình Thây Ma set. Đầu tiên và cũng là đội hình cơ bản nhất, dễ chơi nhất chính là Thây Ma kẹp set, hay còn gọi là Thây Ma đấu sĩ. Nguyên do mình bảo nó đơn giản vì set là carry chỉ có giá 2 vàng và bạn hoàn toàn có thể vào form đội hình này ngay từ chest 6. Đội quân của chúng ta lúc này sẽ gồm Kalista, Bren, Nunu, Gragas, Warwick và Set. Theo đấy anh em sẽ kích được 3 Thây Ma, 4 đấu sĩ, gần như vô địch thiên hạ ở mid game rồi. Và Saiyan sẽ tạo khoảng trống cho các bạn slow roll lấy Set 3 sao ở chest 6 với tỷ lệ lên tới 40%. Về Set thì chắc các cầu thủ của chúng ta không còn lạ gì với Set đồ khi nhân vật này đã từng được giới thiệu trong đội hình One Punch Man dạo trước. Sơ sơ thì anh em sẽ cần 3 cái kiếm BF ghép thành giáp thiên thần, vô cực kiếm và huyết kiếm. Tuy nhiên ưu tiên nhất vẫn là giáp thiên thần sa ngã và hắc cực kiếm để Set có thể đấm đau hơn, đồng thời sống dậy với nhiều máu hơn trước. Đây là đội hình mà anh em nên tranh thủ spam đi, bởi trong đợt cập nhật giữa phiên bản 11.11B sắp tới, dự kiến là ngày 9 tháng 6, thì Set sẽ bị nớp đi khá nặng và khả năng cao là mất tích luôn đấy. Đội hình tiêu chuẩn: Kalista, Bren, Nunu, Gragas, Warwick, Set, sát thương chủ lực, Set, Saiyan. Đội hình Thây Ma, Ma Pháp Sư. Mặc dù đã bị giảm sức mạnh ở phiên bản hiện tại, thế nhưng Ma Pháp Sư vẫn là hệ kết hợp tốt với Thây Ma. Nổi bật ở điểm có thể triển khai nhiều lối chơi và cũng không dễ bị KS bài do đã bị nerf. Với Ma Pháp Sư, ta có thể chơi theo hai hướng, hoặc slow roll ở chest 6 để lấy Bren làm chủ lực, hoặc tiến lên chest 7, 8 để hoàn thiện dàn cờ với carry Vel'Koz trong trường hợp Bren bị tranh quá nhiều, không thể lên 3. Với Bren thì hiện tại ngoài set đồ cơ bản, bùa xanh, găng bảo thạch, kiếm súng Hextech, thì ta có thể biến đổi đôi chút thành Bren hộ công với món kiếm súng chợ đen. Chi tiết đội hình này mình đã có hướng dẫn chi tiết cho anh em rồi đấy. Còn với Vel'Koz thì anh em thay bùa xanh bằng Sojin sẽ tối ưu hơn, do lượng mana tổng của Vel'Koz cao hơn nhiều so với Bren. Sau đây là chi tiết hai đội hình cho anh em tham khảo. Phương án 1: Kalista, Bren, Nunu, Ryze, Victor, Warwick, Lulu. Phương án 2: Bren, Nunu, Ryze, Victor, Zira, Vel'Koz, Lux, Rell. Sát thương chủ lực: Bren, Vel'Koz. Đội hình Thây Ma: Riven. Với cái meta slow roll khỏe tầm chết 6 và 7 thì không chỉ carry 2 vàng như Bren hay Set, các quân 3 vàng cũng được dịp tung hoành. Mà nổi lên trong số này không ai khác ngoài Riven. Với lượng sát thương khủng bố nếu được sát vàng, Riven có thể đứng từ tuyến sau chặt chém đối thủ nhờ sự hậu thuẫn của đội quân đấu sĩ đằng trước, cũng như Saiyan khi xuất hiện. Ngoài ra, sức liên kết của đội hình này cũng khá là ổn áp khi Riven cùng Gragas lấy 2 thần sứ, trong khi Kalista cũng hỗ trợ kích luôn quân đoàn. Bạn chỉ nên chơi đội hình này khi thấy ra Riven sớm cùng đồ ngon. Ngon ở đây là anh em nên có cái đại bác liên thanh ghép từ hai cung để biến Riven thành hệ Bluetooth đứng sau gây đam. Ngoài ra thêm vài cây BF nữa để lắp thành kiếm tử thần và huyết kiếm là được. Còn nếu cũng có ông nào chơi Riven cùng thì thôi, quay xe, chơi bài khác cho lành nhá. Đội hình tiêu chuẩn: Kalista, Nunu, Ryze, Gragas, Volibear, Set, Riven, Lulu. Sát thương chủ lực: Riven. Đội hình Thây Ma: Draven. Đây,
Khi mà Riven quá khó dắt vàng thì chúng ta có một backup khác, đó chính là Draven. Cùng sở hữu hệ quân đoàn, thế nhưng Draven lại là quân cờ gánh team có phần ổn định hơn và không quá phụ thuộc trang bị chuẩn chỉnh như Riven. Điểm khó của cách chơi này đó là bạn thường phải lên chest 8 mới có thể tìm được Draven 2 sao, do đây là cờ 4 vàng, vậy nên nó sẽ hơi đi ngược lại với lối chơi của Thayma một chút. Không sao, chúng ta có thể để Riven hay Yasuo cầm đồ Draven ở giữa game, về sau lên chest 8 ta đổi lại sau cũng được. Với Draven, Thayma thì anh em sẽ cần quan trọng một món đồ đảm bảo sinh mệnh như khăn kháng thuật tà ác hay giáp thiên thần để Draven có thể tự bảo vệ bản thân. Còn lại thì những trang bị như cuồng đao, huyết kiếm, cung xanh sẽ là lựa chọn hợp lý. Mà với meta slow roll hiện tại thì dàn trước đối thủ sẽ khá nhiều đấu sĩ. Thêm cả con Sion nữa thì diệt khổng lồ cũng là món trang bị anh em nên cân nhắc nhé. Sẽ khá là hiệu quả đấy. Đội hình tiêu chuẩn: Kalista, Nunu, Ryze, Bren, Victor, Draven, Lulu, Volibear. Sát thương chủ lực: Draven. Vậy là vừa rồi mình đã cùng với các bạn đi vào tìm hiểu top 4 đội hình chất lượng nhất có thể kết hợp tốt với Thayma ở hiện tại. Với sự bành trướng của binh đoàn Sion, nhiều khả năng tộc này sẽ bị giảm sức mạnh ở phiên bản kế tiếp. Thế nên còn chờ gì nữa mà không đem 4 giáo án này vào spam để leo rank lẹ lẹ đi cho rồi, đúng không nào? Nhưng mà nếu vào được top thì đừng quên để lại cho Cà Phê Nhân Phẩm một like, share cũng như subscribe kênh và nhấn cả nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo trong thời gian tới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!